lễ công bố kết quả học bổng Sushi Nhật Bản dành cho các học sinh đã tham gia vào kỳ thi học bổng vào tháng 1 năm nay và có dự định theo học tại trường Đại học Quốc tế Thái Bình Dương IPU đã diễn ra tại Hà Nội. Hơn 900 phụ huynh và các học sinh của 28 trường trung học phổ thông tại Hà Nội đã tham dự. Để giành được học bổng Sushi, học sinh phải có điểm tổng kết hàng năm từ 6,5 trở lên và trải qua cuộc thi viết trong 90 phút gồm 3 phần, trắc nghiệm toán, trắc nghiệm ngoại ngữ và viết luận. Năm nay tại Hà Nội đã có 853 học sinh dự thi, 269 học sinh đạt học bổng, 101 học sinh đạt loại B, 50% học phí và 167 học sinh đạt loại C, 30% học phí, trong đó có duy nhất một học sinh đạt loại A 100% học phí với tổng giá trị học bổng hơn 65 tỷ đồng. Khi được biết về kỳ thi này thì em có thể nói là em bỏ ra tương đối là nhiều thời gian cho việc học tập và trau dồi kiến thức, thì em thấy là rằng mình các kết quả mình đạt được là rất xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tôi cho rằng khi các bạn du học sinh đi du học tại Nhật Bản thì sự thành công trên con đường du học của các bạn sẽ trở thành tài sản hết sức quý báu cho cả cuộc đời các bạn. Đối với du học sinh, các em mang những đồng tiền hết sức có ý nghĩa quan trọng của bố mẹ đến với đất nước Nhật Bản. Chính vì vậy mà các em càng bắt buộc phải thành công. Học bổng Sushi được triển khai lần đầu tiên vào năm 2014, từ đó đến nay đã mở ra cánh cửa cho hàng trăm học sinh ưu tú đến từ nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước đặt chân đến đất nước mặt trời mọc. Tại Đại học IPU, nhà trường đầu tư rất mạnh vào chương trình giáo dục mang tính chất thiết thực và có thể là tương đối nghiêm khắc đối với sinh viên. Mục tiêu là giáo dục và đào tạo ra nguồn nhân lực không chỉ học tập xuất sắc trên ghế nhà trường mà còn được các doanh nghiệp coi trọng khi đi làm. Chúng tôi đã và đang thường xuyên mời các doanh nghiệp có nhu cầu muốn tuyển dụng du học sinh nước ngoài tới trường đại học của chúng tôi để mở những cuộc hội thảo, cung cấp thông tin, tìm việc cho sinh viên. Trong thời gian tới, ngoài chương trình học bổng dành cho sinh viên học tập tại Đại học IPU, tập đoàn Sushi sẽ thúc đẩy các dự án đào tạo tiếng Nhật tại các trường trung học phổ thông, các chương trình giao lưu văn hóa cho các học sinh, bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông và dự án đào tạo trao đổi giáo viên.